Em xin lỗi. Vì em anh phải chịu đau đớn vậy. Bằng mọi giá em sẽ trả tiền lại cho anh. Từ nay về sau đừng có giúp đỡ em nữa. Em không muốn ai thương hại em đâu. Ê! Mày làm gì mày? Mày làm gì mà hù tao dữ vậy? Tôi có hù ông đâu, tôi kêu ông rõ ràng nè mà. Nè nè nè, mày đứng trước mặt tao mày kêu nè để mày vỗ vai chi vậy? Tiền đâu? Mày nè, mày làm gì vậy? Hả? Mày làm gì? Hả? Mày định ám sát tao hả? Mày định thủ tiêu tao hả? Hả? Mày đưa tiền mà mày làm hết hồn mà. 29 triệu mà sao mày đưa con nhúm vậy? Thì tôi có nói với ông là tôi đưa đủ đâu. Trời đất ơi, tiền mà mày nhét cái chỗ đó nữa là sao? Vẫn còn thiếu mày. Trời đất ơi, tiền sao mày nhét đủ nơi vậy? Thì lần đầu tiên tôi cầm số tiền lớn, lỡ như bị người ta móc túi hay là cướp mất hết trơn thì sao? Để từng chỗ như vậy, lỡ bị cướp, bị trộm thì ít ra tôi còn có khả năng tôi đền. Quá trời luôn. Vậy là mày đâu có khờ. Hay quá trời, được còn gì nữa. Cảm giác đủ rồi đó. Đi nha. À khoan đã. Gì? Ông có thể nào cho tôi xin lại một ít được không? Tôi hết tiền đổ xăng rồi. Chi? Con gì nó bò nó chuẩn bị cắn á. Ủa? Ủa? Tôi đang nói chuyện với ai đây? Dạ, em là Dũng. Em Dũng nào? Em đến từ công ty Oxin Quốc Dân. Cái gì? Công ty Oxin Quốc Dân? Từ nào tới giờ lần đầu tiên tôi mới thấy là nam phục vụ cho cái ngành Oxin nha. Nào giờ chỉ thấy nữ thôi. Dạ. Em nhắm là em làm có được kỹ không? Dạ, em làm kỹ chứ. Tươi quá. Chị Chị sao? Biểu, ở trển mới lao rồi tôi biết. Xuống đây tôi hỏi nè. Sao hôm bữa chị hợp đồng là chị hợp đồng với cô Yến mà, sao hôm nay lại là em? Chị thông cảm giùm cho em. Tại vì Yến bị sốt, bị cảm, rồi bị ho nữa. Rồi được rồi, những cái căn bệnh đó là nên được cách ly, chị hiểu mà. Nhưng mà vậy là treo đồ về bán thịt chó đúng không? Dạ không có chị, dạ không có. Tại sao không thấy một người nữ khác mà lại thấy một người nam như vậy? Liệu rằng em có dọn dẹp được sạch sẽ nhà cho tôi chăng? Dạ sạch sẽ chứ. Chùi rửa có kỹ lưỡng chăng? Dạ chùi rửa kỹ lưỡng. Có cọ sạch sẽ được không? Dạ cọ sạch sẽ. Được à? Dạ được chứ. Nếu như không sạch thì sao? Dạ nếu như mà không sạch thì em sẽ không lấy tiền công của ngày hôm nay. Đâu có được em. Mình làm không được. Giống như ông bà ta từng nói là lấy cần cù mình bù lại cái mông em. Mình làm không được á thì mình phải... Cái gì vậy trời? Đưa cái tay đây. Đưa tay chứ phải đưa cái nồi dẻ thằng bé này. Đi lên phòng với chị. Chị nói cái gì vậy? Lên phòng làm chi? Đi lên phòng rồi lên giường với chị chứ làm cái gì? Chị à? Sao chị bậy bạ quá vậy? Em là Dũng, em chỉ bán nghệ, bán sức chứ không bán thân. Nghĩ gì vậy? Đang nghĩ cái gì vậy? Hả? Tôi kêu lên thay cái ra giường cho tôi á. Lao dọn mà không chịu thay ra giường, giờ hay gì à? Tổng lao không à? Cái đầu nghĩ gì vậy? Hả? Dạ. Chị làm cái gì vậy? Con kiến này cha nội ơi, làm như thế có giá nha.
Làm tưởng nãy giờ tôi dê mấy người hả? Tưởng tôi dê mấy người hả? Hả? Nằm mơ đi, cô xin mà. Nè, làm cho kỹ nha. Làm mà không kỹ á, tôi tố với cộng đồng mạng về cái công ty ô xin quốc dân này triệt cái đường làm ăn của mấy người. Đừng có trách tôi á. Làm không được tôi không có cho về đâu, tôi đóng cửa thả chó rồi. Xin. Bây giờ khi lắc khi lơ rồi, kiếm chiếc xe không tiêu gõ cũng không thấy nữa. Anh nghe nè Yến, anh mới làm việc ở nhà bà Kim xong. Cái gì? Giờ này anh mới làm về hả? Bà đăng ký làm có 2 giờ thôi mà. Không phải, tại vì anh làm tới đâu, bà chơi tới đó. Anh sợ ảnh hưởng công ty của em, cho nên anh ráng anh làm. Đất ơi, anh thật thà vừa phải thôi. Thôi mệt quá, anh về nhà ngủ đi. Mai khỏi làm thế em nữa nha. Thôi thôi thôi, ngày mai em có bận việc gì á, em cứ làm đi. Để anh làm cho. Mấy cái việc nhà này á, đâu có khó khăn cái gì đâu. Với lại anh cũng đang rảnh mà. Vậy thôi á. Anh trai, đi đâu vậy? Dạ, em đi về nhà. Có tiền không? Cho anh xin ít trăm coi. Em đâu có tiền đâu. Hey, đi đâu em vậy? Em không có tiền thiệt mà. Ra xe đi. Ăn cướp. Yến, nè, bà đọc đi. Gì vậy? Phiếu chuẩn đoán. Ủa, của anh Dũng hả? Chứ còn ai nữa? Ủa là sao? Ủa hôm qua ông mới nói chuyện với tôi mà. Tôi không hiểu nổi bà luôn á. Ai khiến cho anh Dũng phải đi làm về khuya? Rồi ai khiến cho anh bị như vậy? Ủa thiệt không vậy? Tôi đâu có xúi đâu. Anh tự xuống phong đi làm mà. Em tới đây làm chi vậy? Anh đang xấu lắm. Trời đất ơi, sao anh ra nông nổi này? À, anh không sao đâu. Bây giờ anh mới biết là đi làm về khuya nó nguy hiểm như vậy. Lần sau em có đi làm về khuya, em gọi anh một cái nha. Có gì anh hộ tống em về, nó đỡ nguy hiểm hơn. Hả? Sao anh tốt với em dữ vậy? Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Ông anh khờ khạo của tôi có tốt với bà vậy đó. Bà có biết là ổng mượn tôi bao nhiêu tiền rồi không? Quỳnh, anh phải để cho em nói. Em không nói là Yến không có biết đâu. Tôi đã điều tra được, anh đã chi 30 triệu để mua chuộc một người đứng ra lật mặt giúp cho bà không có bị tội với lại ông chủ cái biệt thự bà đang làm đó. Ủa là sao anh Dũng? Anh nói với em là không tốn tiền. Rồi cái thằng gì đó là thằng em gì của một bạn anh mà. Trời, bà nghĩ sao vậy? Ở thành phố này anh đâu có quen ai đâu mà bạn với em. Chưa hết đâu. Cái cạc mà tôi mua cho ảnh để anh học anh văn trực tuyến hết 8 triệu, anh cũng đưa cho bà.
tôi không hiểu nổi luôn á. Rồi bây giờ nè, anh phải đi làm thay bà để mà trả nợ cho tôi đó. Xin lỗi, tại tôi không biết. Nhưng mà tại vì anh nói với tôi là đó là tiền rảnh rỗi, tiền không có xài. Anh kêu tôi cầm đi, khi nào có trả cũng được. Thì bởi, mấy người vô tâm như bà thì làm sao mà biết được cái chuyện gì. Bà nghĩ đi, bà biết bây giờ anh đang đâu không? Anh đang ở nhà tôi nè, đang ở trọ, rồi thất nghiệp, đang đi kiếm việc làm, thì kiếm đâu ra tiền rảnh rỗi. Xin lỗi, tôi nói thẳng, tôi biết bà là bạn của tôi, nhưng mà tôi không thích bà lợi dụng anh tôi vậy đâu. Quỳnh, đủ rồi, em đừng có nói yếu như vậy nữa. Mặc kệ anh đi. Yến à, Quỳnh nó thẳng tính, cho nên là nói thẳng, em đừng có để bụng nha. Vả lại anh cũng không có sao đâu, anh ổn mà. Anh Dũng, hình như là anh đang hiểu lầm về tình cảm của mình đúng không? Hay là do em nhờ vả anh nhiều quá rồi anh huyễn hoặc? Nhưng mà thật sự là hồi đó giờ em chỉ coi anh là anh trai của em thôi. Sao anh giúp đỡ em nhiều quá vậy? Cái này là anh can tâm tình nguyện mà. Hả? Em có điện thoại kìa. Alo. Alo. Chào em. Xin lỗi gọi em giờ này. Anh mệt quá, anh đang sốt. Ủa chị đâu anh? Anh cũng không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Những người anh rã rời không thể xuống giường được. Thuốc hạ sốt cũng chưa hết. Em mua thuốc qua cho anh nha. Xin lỗi em, làm phiền em quá. Không sao đâu, thôi cúp máy đi, em mang thuốc qua liền nha. Em xin lỗi vì em anh phải chịu đau đớn vậy. Bằng mọi giá em sẽ trả tiền lại cho anh. Từ nay về sau đừng có giúp đỡ em nữa. Em không muốn ai thương hại em đâu. Nhưng anh không có thương hại em. Em cho đó là thương hại thì là thương hại. Anh mau khỏe đi.